Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.940 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 103,64 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 4%, giao dịch ở mức 26.046 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, đứng mức 4,106% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 83,77 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù quay đầu giảm nhẹ nhưng thị trường vàng vẫn đang giữ gần như toàn bộ mức tăng trong tuần này và ít phản ứng trước áp lực lạm phát ổn định được công bố ngày hôm qua. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, dữ liệu về lạm phát được đo lường bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE chỉ tăng 0,2% trong tháng trước và bằng mức tăng của tháng 6. Trong khi đó thì lạm phát trong 12 tháng qua tăng 4,2%, cao hơn một chút so với mức 4,1% của tháng 6. Với báo cáo việc làm mới đây nhất cũng cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Theo báo cáo của ADP, 177.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo là 194.000 việc làm của các chuyên gia. Hiện tại thị trường đang chờ đợi bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 sẽ được công bố vào tối nay ngày 1 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Số lượng việc làm phi nông nghiệp dự kiến sẽ tăng 170.000 việc làm, chậm hơn so với mức tăng 187.000 việc làm trong báo cáo của tháng 7. Theo chuyên gia chiến lược thị trường RGO Future của Bohabacor cho biết, thị trường vàng hiện tại đang ở chế độ chờ đợi và theo dõi. Việc lợi suất trái phiếu điều chỉnh giảm sau thời gian tăng liên tiếp có thể thúc đẩy giá vàng tăng lên trong thời gian tới. Về tầm nhìn dài hạn thì Chủ tịch Hội đồng Vàng Thế giới Randy Smallwood cho biết rằng vàng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là kho dự trữ tài sản toàn cầu, thu hút một thế hệ nhà đầu tư mới. Theo ông Smallwood, Hội đồng Vàng Thế giới nhận thấy sự quan tâm đáng kể từ các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đến việc số hóa vàng vật chất. Sự mờ nhạt của đồng Bitcoin trong suốt năm nay có thể cho phép vàng tỏa sáng trên thị trường kỹ thuật số. Bên cạnh đó, thì Hội đồng Vàng Thế giới WGC cho biết rằng các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ dù tốc độ mua có giảm. Cụ thể, trong tháng 7, Singapore đã mua thêm 2 tấn vàng. Tính đến thời điểm hiện tại thì trong năm nay, nước này đã mua 73,6 tấn vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới thì Singapore là nước mua vàng tích cực thứ hai trong năm nay, chỉ sau Trung Quốc. Libya cũng đã mua 30 tấn vàng trong tháng 6, đưa tổng số vàng dự trữ của nước này lên 147 tấn, cao hơn 26% sau cuối năm ngoái 2022 và là mức cao nhất được ghi nhận vào cuối năm 1956. Ngoài ra thì Qatar cũng đã tăng dự trữ vàng chính thức thêm 3 tấn vào tháng trước, nâng tổng dự trữ của nước này lên 97 tấn. Trong một cuộc phỏng vấn với Kiko News, chiến lược gia trưởng về vàng Tatosit Gunbu Adebisor tại Gelsenkirchen Stanley cho biết, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho thị trường vàng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bục số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều duy trì trong xuống giảm. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 67,55 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,27 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 67,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Với mặt hàng vàng nhẫn bục số 9 tại công ty này đang được mua vào mức 56,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,25 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bục số 9 loại nửa chỉ mua vào mức 56,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,35 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đến phiên chiều ngày hôm nay thì vẫn tạm thời không có điều chỉnh về giá. Đã được mua vào phổ biến trong khoảng 23.870 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.240 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.100 đồng trên một đô la Mỹ và bán ra mức 24.200 đồng trên một đô la Mỹ, không có điều chỉnh về giá sau khi mà tăng nhẹ 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay,
Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.755.000, bán ra 6.825.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi. Hay là giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang là 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.755.000, bán ra 6.827.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 6.760.000, bán ra 6.830.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.750.000, bán ra 6.820.000. Doji Hà Nội mua vào 6.760.000, bán ra 6.830.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.765.000, bán ra 6.825.000, giảm 2.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6.765.000, bán ra 6.805.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.765.000, bán ra 6.805.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.720.000, bán ra 6.840.000. Ngân hàng Tpbank mua vào 6.760.000, bán ra 6.830.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.765.000, bán ra 6.827.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn duy trì xuống giảm trong khoảng từ 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Trên lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.755.000, bán ra 6.827.000. SJC Huế mua vào 6.752.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.827.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.755.000, bán ra 6.825.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.757.000, bán ra 6.830.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.755.000, bán ra 6.827.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.753.000, bán ra 6.827.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.625.000, bán ra 5.725.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.625.000, bán ra 5.735.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.615.000, bán ra 5.695.000. Vàng 24K mua vào 5.518,6 nghìn, bán ra 5.638,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.086,7 nghìn, bán ra 4.286,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.135,5 nghìn, bán ra 3.335,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.190,1 nghìn, bán ra 2.390,1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.